em và Hiệu không phải là những người có liên đới với nhau, nhưng em vẫn thật sự rất trân trọng vì chúng em hỗ trợ nhau một cách đầy yêu thương và chân thành. Em rất là tự hào khi em được làm việc với các bạn ấy. Chị thật sự ấy, tuy Hiệu ở đây nhưng mà vẫn muốn dành cho em một lời khen, bởi vì khi mà chị được làm việc với em, chị giống như những người phụ nữ được chăm sóc. Trời ơi, các bạn ấy chân tình, các bạn ấy chăm sóc phụ nữ và giống như là những người chị thật sự của mình ấy, chứ không phải là chỉ là những người làm cùng. Rất nhẹ nhàng, rất tình cảm, rất chân thành. Thế nên nếu mà chị được làm việc với cùng với Hiệu thì em thấy đây là một sự tuyệt vời, bởi vì em rất thích được làm với bạn đấy. Và cứ mà lên Hà Nội là chị em hoặc là những cái vùng mà quanh Hà Nội đấy, em hay kéo bạn ấy đi cùng những cái buổi đấy, thật sự là những cái buổi mà được làm với nhau.